Có rất nhiều lý do dẫn đến phong trào ở các nước khác nhau. Tại Romania, Ba Lan, Bulgaria, chủ yếu việc này liên quan đến việc ngăn chặn ngũ cốc của Ukraine và Nga, vốn đã làm rớt giá nông phẩm của các nước này. Tại Đức, đó là những quyết định mà chính phủ đơn phương đưa ra để bỏ ưu đãi thuế về nhiên liệu. Ở những nước khác, lý do là việc áp dụng quy định về phân đạm nitrat. Ngoài ra, càng đến gần kỳ bầu cử của Nghị viện châu Âu, Brussels càng giáo diết hoàn tất các văn bản thỏa thuận xanh của châu Âu. Bất chấp những vấn đề mà các nông dân đang gặp phải, họ vẫn muốn mọi thứ phải được giải quyết trước khi rời chức vụ. Việc hướng tới một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường hơn dĩ nhiên là cần phải làm. Việc sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, ít gây tác hại hơn. Hơn nữa còn có sự bùng nổ về giá năng lượng, không chỉ ảnh hưởng đến các hộ gia đình mà còn ảnh hưởng đến các trang trại, doanh nghiệp, các tòa nhà, trang thiết bị, các nhà kính. Tự chung lại có quá nhiều điều của nông dân không hiểu nổi và nhiều sự kiện khiến nông dân phải lên tiếng. Ngay tại Pháp, do áp lực từ giới nông dân, chính phủ của tân thủ tướng Gabriel Attal đã buộc phải hoãn lại vài tuần dự án cải cách nông nghiệp. GDL Train Drivers Union has called off its